Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức, vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2022. Loan Lộc xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Mỹ bỏ xét nghiệm COVID cho hành khách nhập cảnh. Tin từ Alabama, một người phụ nữ đã lấy cắp 498.000 đô la từ phí dịch vụ công cộng. Một người đã bị bắn tử vong vì cố xâm nhập vào khuôn viên của trường học. Tai nạn hy hữu, hai công nhân ở Pennsylvania đã dính cứng trong bồn chứa chocolate. Liên minh tự do dân sự Hoa Kỳ đệ đơn kiện ngăn Texas quy định việc phẫu thuật chuyển giới là bạo hành gia đình. Tesla tố cáo California thiếu điều tra khi cáo buộc công ty kỳ thị chủng tộc. NASA chính thức tham gia cuộc săn tìm UFO. Người chồng cũ tới phá lễ cưới của Britney Spears. Tình hình liên quan chiến sự tại Ukraine. Ukraine thừa nhận sắp hết đạn dược giữa lúc cuộc chiến căng thẳng. Ukraine cảnh báo đánh chìm các tàu chiến Nga. Ukraine cũng tiến hành một cuộc chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ của Kherson. Mỹ đề nghị thành lập liên minh các nước trừng phạt chống Nga. Đặt mua trực thăng 20 năm vẫn chưa nhận đủ, Na Uy trả lại hàng. Ấn Độ lập kỷ lục xây 75 km đường cao tốc trong 106 tiếng đồng hồ. Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu gặp trực diện. Trung Quốc gọi giả thuyết COVID rò rỉ trong phòng thí nghiệm là dối trá. Tin Việt Nam, bắt khẩn cấp giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt liên quan vụ Việt Á. Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa COVID-19 giả quy mô lớn. Thưa quý vị, tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, Mỹ bỏ xét nghiệm COVID cho hành khách nhập cảnh. Vào ngày Chủ nhật, Mỹ sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm đối với các hành khách nhập cảnh vào Mỹ. Một viên chức cho biết, một hành động sau vận động hành lang của các hãng hàng không, một thông báo chính thức đã được đưa ra vào ngày thứ Sáu. Bước đi này diễn ra khi mùa du lịch hè bận rộn đang bắt đầu và các hãng hàng không đã chuẩn bị cho nhu cầu cao kỷ lục. Các hãng hàng không cho biết, nhiều người Mỹ không đi du lịch quốc tế vì lo ngại họ sẽ có kết quả dương tính và bị mắc kẹt ở nước ngoài. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã xác định rằng khoa học và dữ liệu cho thấy các xét nghiệm COVID trước khi khởi hành không còn cần thiết nữa và biện pháp này sẽ có hiệu lực vào 12 giờ 1 phút sáng Chủ nhật và CDC sẽ đánh giá lại quyết định trong 90 ngày. Mỹ đã yêu cầu khách du lịch hàng không quốc tế khi mà đến phải cung cấp các xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành kể từ tháng 1 năm 2021. Vào tháng 12, CDC đã thắt chặt các quy định yêu cầu khách du lịch phải xét nghiệm âm tính trong vòng một ngày trước khi chuyến bay đến Mỹ thay vì 3 ngày. CDC không yêu cầu xét nghiệm đối với các cửa khẩu biên giới trên bộ. Nhiều quốc gia ở châu Âu và các nơi khác cũng đã bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19. CDC vẫn yêu cầu hầu hết các công nhân không phải là công dân Hoa Kỳ phải được chích ngừa khi mà đến Hoa Kỳ. Tin từ Alabama, một người phụ nữ đã lấy cắp 498.000 đô la từ phí dịch vụ công cộng. Người phụ nữ Alabama đã bị buộc tội đánh cắp gần 500.000 đô la từ Georgia Homeowners Association, đó là viết tắt là tiền HOA, nơi cô từng quản lý tài sản. Văn phòng điều tra Georgia GBI cho biết, người phụ nữ 66 tuổi tên là Shirley Brown ở Istaboga thuộc quận Calhoun đã làm quản lý tài sản cho hiệp hội chủ nhà Miralax ở Villarica, Georgia kể từ năm 2014. Villarica nằm cách trung tâm thành phố Atlanta 35 dặm về phía Tây. Trong vai trò của mình là cô có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của Georgia HOA là tiền hoa đó quý vị, do cô quản lý. Cô cũng có quyền nhận các khoản tiền chi trả của HOA và chi trả hóa đơn và đặt cọc. Theo GBI, người phụ nữ này đã bắt đầu lấy tiền từ nhiều năm trước. Vào tháng 2 năm 2021, ban điều hành mới của HOA lần đầu tiên nhận thấy rằng 189.000 đô la đã bị thiếu. Trong cùng tháng, GBI cho biết họ đã được Sở Cảnh sát của Villarica liên lạc và yêu cầu điều tra. Sau khi kiểm tra chính thức tài khoản tài chính của HOA, các nhà điều tra phát hiện ra rằng Brown bị cáo buộc đã lấy đi 489.815 đô la từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 1 năm 2021. GBI nói rằng Brown đã tự viết chi phiếu trái phép và khẳng định số tiền đó là tiền thưởng và tiền nghỉ phép. Cô ấy đã bị bắt trong tuần này và bị buộc tội, một tội danh trộm cắp, nhưng đã được thả khỏi nhà tù của quận Carroll. GBI tiếp tục điều tra vụ việc và yêu cầu bất cứ ai có thông tin liên lạc với Sở Cảnh sát Villarica theo số điện thoại là 770-459-5149 để mà giúp đỡ FBI trong cuộc điều tra này.
Hình phạt của hành vi biển thủ khi thực hiện ở Georgia có thể là một tội nhẹ trong trường hợp hành vi biển thủ có tổng giá trị từ 500 đô la trở xuống, hoặc là trọng tội nếu như giá trị của sự bị đánh cắp cao hơn 500 đô la, trong khi tội nhẹ có thể bị phạt tiền không quá 1.000 đô la và án tù không quá 12 tháng, và trọng tội thì sẽ bị phạt tù không dưới 1 năm và không quá 10 năm. Hành vi trộm cắp của Brown đang bị coi là trọng tội. Một người đã bị bắn tử vong vì cố xâm nhập vào khuôn viên của trường học. Vào ngày 10 tháng 6, một người đàn ông đã cố gắng xâm nhập vào khuôn viên một trường tiểu học ở tiểu bang Alabama, nơi đang tổ chức chương trình mùa hè, đã bị một cảnh sát bắn, chính quyền cho biết. Tony Reddick, giám đốc học khu Garden City, đã nói với phóng viên rằng một kẻ xâm nhập tiềm năng đã cố gắng đi vào khuôn viên của trường học Walnut Park, nơi thực hiện chương trình xóa mù chữ của mùa hè cho 34 trẻ em. Tất cả các cửa bên ngoài đều bị khóa, ông nói, và hiệu trưởng đã tìm kiếm sự giúp đỡ khi cô ấy nhận ra có điều gì đó khác biệt. Nhiều sĩ quan từ sở cảnh sát Garden đã xuất hiện để giúp đỡ trong trường hợp này. Ít nhất là một sĩ quan khác đã phản ứng và người này đã bắn sau khi chống cự và cố gắng tước lấy súng cảnh sát, một thông báo từ cơ quan cho biết. Người đàn ông thiệt mạng là Robert Tyler White, 32 tuổi, ở Burn Level, tiểu bang North Carolina. Các nhà chức trách không công bố ngay lập tức các chi tiết bao gồm liệu White có trang bị vũ khí hay không, hay tại sao anh ta lại cố gắng đột nhập vào khuôn viên của trường học. Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là bảo đảm rằng ai đó không được phép ở trong tòa nhà của chúng tôi và những đứa trẻ của chúng tôi được an toàn, người đại diện đã nói. Tai nạn hy hữu, hai công nhân ở Pennsylvania đã dính cứng trong bồn chứa chocolate. Không biết bằng cách nào, hai người là công nhân tại nhà máy sản xuất kẹo của Mars Wrigley ở Pennsylvania lại ngã vào bồn chứa chocolate và không thể ra khỏi đó. Cả hai đang được đưa đến bệnh viện sau tai nạn này. Lực lượng cứu hộ đã phải khoét một lỗ bên hông của bồn chứa để đưa hai người ra ngoài. Đại diện tổng đài khẩn cấp 911 của quận Lancaster đã nói: hai người này đã rơi vào bồn chứa chocolate và không thể ra ngoài. Cho đến khi lực lượng cứu hộ xuất hiện, cả hai không thể cựa quậy được vì chocolate ngập đến thắt lưng của họ. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều cảnh sát và xe của lực lượng cứu hộ đã đậu bên ngoài nhà máy trong quá trình giải cứu hai công nhân. Mark Wrigley cũng xác nhận việc này xảy ra tại một nhà máy của hãng đặt tại thị trấn Elizabethtown thuộc quận hạt Lancaster. Ngay sau khi được đưa ra khỏi bồn chứa thì cả hai lập tức được chuyển đến bệnh viện. Mars Wrigley là một tập đoàn xuyên quốc gia có lịch sử hơn 110 năm, chuyên sản xuất các loại bánh kẹo cho người, thức ăn cho vật nuôi và các dịch vụ chăm sóc vật nuôi. Các thương hiệu kẹo chocolate quen thuộc như M&M, Snickers hay là kẹo cao su Double Mint là sản phẩm của Mars Wrigley. Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ đệ đơn kiện ngăn Texas quy định việc phẫu thuật chuyển giới là bạo hành gia đình. Một nhóm đại diện cho 600 gia đình ở Texas với sự hậu thuẫn của Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ ACLU đã kiện thống đốc Brad Abbott vào ngày thứ Tư ngày 8 tháng 6 để ngăn giới chức của tiểu bang coi việc phẫu thuật chuyển giới cho trẻ vị thành niên là một hình thức bạo hành. Ông Abbott vào tháng 2 ra lệnh cho Bộ Gia đình và Dịch vụ Bảo vệ mở các cuộc điều tra bạo hành đối với các gia đình, cho phép trẻ vị thành niên trải qua phương pháp điều trị bằng estrogen hoặc testosterone hoặc là thuốc chặn hormone làm chậm quá trình dậy thì. Luật này là một phần trong làn sóng các sáng kiến của phía thống đốc và các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa nhắm đến quyền của người chuyển giới trên toàn quốc. Một số luật tại các tiểu bang thậm chí cấm các cô gái chuyển giới tham gia những môn thể thao hoặc ngăn chặn các gia đình tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới. Trong một vụ kiện trước đó về vấn đề này, tối cao pháp viện Texas đã ra phán quyết một phần rằng ông Abbott không thể ra lệnh Bộ Gia đình và Dịch vụ Bảo vệ điều tra các gia đình cho phép con của họ phẫu thuật chuyển giới, nhưng phán quyết chỉ giới hạn sự bảo vệ các nguyên đơn cụ thể. Trong vụ kiện mới thì các nguyên đơn là 3 gia đình cùng 600 người khác là thành viên của chi nhánh Texas của P-PLAC, một mạng lưới quốc gia hỗ trợ thanh niên chuyển giới và đồng tính khác. Đơn kiện của họ yêu cầu tòa án chặn các cuộc điều tra bạo hành trẻ em của tiểu bang liên quan đến việc phẫu thuật chuyển giới. Tesla tố cáo California thiếu điều tra khi cáo buộc công ty kỳ thị chủng tộc. Tesla đã tố cáo cơ quan bảo vệ người lao động California đã vội vàng khởi kiện công ty mà không tiến hành điều tra thích hợp, đưa ra hành động đáp trả giữa lúc hãng xe điện phải đối mặt với cáo buộc kỳ thị chủng tộc tại nhà máy lắp ráp của hãng. Trong đơn khiếu nại dài 10 trang gửi tới văn phòng luật hành chính OAL California,
Tesla cho rằng cơ quan công bằng nhà ở và việc làm DFEH ở tiểu bang đang áp dụng các quy định ngầm để bỏ qua yêu cầu cần được đáp ứng trước khi khởi kiện người sử dụng lao động. Theo hồ sơ vụ kiện hồi tháng 2, DFEH đã cáo buộc nhà máy của Tesla ở Fremont, California xảy ra tình trạng kỳ thị chủng tộc khi một công nhân da đen bị quấy rối và phân biệt đối xử về phân công, công việc, hình thức kỷ luật và trả lương. Khiếu nại hôm thứ Ba là một nỗ lực nhằm kiềm chế thẩm quyền của DFEH trong việc theo đuổi các cáo buộc phân biệt đối xử bằng cách buộc cơ quan này thực hiện các bước bổ sung trước khi khởi kiện, chẳng hạn như cung cấp giải thích chi tiết cho công ty về các vi phạm và hướng giải quyết bên ngoài tòa án. Đây là một trong số các vụ kiện đang chờ giải quyết tại các tòa án California, cáo buộc Tesla dung túng cho hành động phân biệt đối xử và quấy rối tình dục tại nhà máy này. Vào hồi tháng 4, một cựu nhân viên vận hành thang máy người da đen ở Tesla nhận được 15 triệu đô la bồi thường sau khi nhân viên này tố cáo bị kỳ thị chủng tộc tại nhà máy ở Fremont. Tesla cũng phải đối mặt với một vụ kiện tập thể với cáo buộc kỳ thị chủng tộc tương tự và ít nhất 7 vụ kiện quấy rối tình dục với nhân viên nữ. Tesla phủ nhận mọi hành động vi phạm và cho biết vụ kiện của DFEH mang động cơ chính trị. Trong đơn đệ trình vào ngày thứ Ba, Tesla tuyên bố DFEH vi phạm luật tiểu bang khi đâm đơn kiện mà không thông báo trước cho hãng xe về tất cả các khiếu nại và không cho Tesla có cơ hội dàn xếp vụ kiện. Theo đơn đệ trình lên tòa vào tháng trước, DFEH giải thích rằng luật tiểu bang không đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt đối với cơ quan này trước khi khởi kiện người sử dụng lao động, đồng thời cho biết đã điều tra Tesla kỹ lưỡng và tuân thủ luật tiểu bang. OAL có nhiệm vụ xem xét các quy định của cơ quan tiểu bang và có quyền quyết định xem quy tắc của các cơ quan có hợp lệ hay không. Tesla có thể sử dụng phán quyết có lợi từ OAL để yêu cầu chánh án tiểu bang bác bỏ đơn kiện của DFEH hoặc ra lệnh cho cơ quan này áp dụng các thủ tục mới. Trong đơn khiếu nại vào ngày thứ Ba ngày 7 tháng 6, Tesla cáo buộc DFEH cũng từng bỏ qua việc tiến hành điều tra trước khi đâm đơn kiện Activision Blizzard, công ty đang đối mặt với cáo buộc phân biệt giới tính do cơ quan này đệ trình vào năm ngoái. NASA chính thức tham gia cuộc săn tìm UFO. Hãng tin AFP cho biết cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA chính thức tham gia cuộc săn tìm các vật thể bay không xác định UFO, hiện tượng trên không được trông thấy mà chưa thể giải thích ngay lập tức. Vào ngày 9 tháng 6, NASA cho biết họ sẽ tuyển dụng các nhà khoa học hàng đầu để xem xét các hiện tượng trên không không xác định. Đây là chủ đề từ lâu đã thu hút công chúng và gần đây nhận được sự quan tâm cao độ của Quốc hội Mỹ. Dự án săn tìm UFO sẽ bắt đầu vào đầu mùa thu năm nay và kéo dài khoảng 9 tháng. Dự án tập trung vào việc xác định các dữ liệu có sẵn, cách thu thập thêm dữ liệu trong tương lai và cách NASA có thể phân tích các phát hiện để thay đổi tầm hiểu biết khoa học. Qua nhiều thập niên thì NASA đã đáp lại lời kêu gọi giải quyết một số bí ẩn khó hiểu nhất mà chúng ta biết đến. Ông Daniel Evans là một nhà khoa học của NASA chịu trách nhiệm điều tra đã nói với báo giới. Các tàu thăm dò của NASA đã lùng sục khắp hệ mặt trời để tìm hóa thạch, các vi sinh vật cổ đại hay là các nhà thiên văn học của NASA đã tìm kiếm cái gọi là các dấu hiệu công nghệ trên những hành tinh xa xôi để tìm dấu hiệu của các nền văn minh tiên tiến. Tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên cơ quan này điều tra các hiện tượng không giải thích được trên bầu trời trái đất. Một báo cáo từ giới tình báo Mỹ năm ngoái đã đề cập 144 vụ chạm trán UFO, trong đó phần lớn chưa được giải thích và không loại trừ giả thuyết người ngoài hành tinh. Người chồng cũ tới phá lễ cưới của Britney Spears. Jason Alexander đã tìm cách đột nhập vào địa điểm tổ chức lễ cưới của Britney Spears và Sam Asghari. Tuy nhiên, đội ngũ an ninh đã phát hiện và đưa anh ta ra ngoài. Một tình huống hy hữu đã xảy đến trong ngày vui của Britney Spears và Sam Asghari. Jason Alexander là người chồng đầu tiên của cô, đã chạy băng qua khu rừng ở Thousand Oaks, California để đến địa điểm tổ chức hôn lễ của vợ cũ. Tuy nhiên, đội ngũ an ninh đã nhanh chóng phát hiện và đưa anh ra ngoài. Chồng cũ của cô sau đó đã livestream đoạn nói chuyện giữa anh và nhân viên an ninh trên trang cá nhân. Đội ngũ an ninh ngay lập tức liên lạc với cảnh sát địa phương. Ba chiếc xe của cảnh sát và một xe cứu hỏa đã có mặt ở địa điểm diễn ra lễ cưới của Britney Spears để giải quyết sự việc. Britney Spears và Jason đã kết hôn vào năm 2004, hôn lễ tổ chức vào lúc 4 giờ sáng tại Las Vegas. Trước khi mà họ kết hôn, họ là bạn bè thân thiết, cùng lớn lên ở Kenwood, Louisiana. Và chỉ 55 giờ sau khi kết hôn, họ tuyên bố hủy hôn. Điều đó đã khiến cho Britney Spears bị chỉ trích là phóng túng trong thời gian dài.
Vào tháng 7 năm 2021, thì Jason đã khẳng định cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa anh và Britney Spears bị tác động, chi phối bởi thế lực đằng sau của người ca sĩ này. Tôi bị cấm kết hôn với Britney Spears. Ekip của em ấy đã nói rằng mối quan hệ này vẫn được duy trì nếu tôi chịu hủy hôn. Nếu 6 tháng sau chúng tôi vẫn yêu nhau, họ đồng ý để hai chúng tôi kết hôn thực sự, anh cho biết. Jason Alexander đã lên tiếng xin lỗi những gì xảy ra trong quá khứ. Anh chuộc lỗi bằng việc giúp cô thoát khỏi quyền giám hộ. Anh cũng đã tham gia nhiều cuộc diễn hành Free Britney để ủng hộ cô. Theo nguồn tin của TMZ, hôn lễ của Britney Spears diễn ra vào ngày thứ Năm, ngày 9 tháng 6. Lễ cưới chỉ có khoảng 100 khách mời, bao gồm một thành viên gia đình là anh trai của Britney Spears là Brian. Tình hình liên quan chiến sự tại Ukraine. Ukraine thừa nhận sắp hết đạn dược giữa lúc cuộc chiến căng thẳng. Ukraine cảnh báo đánh chìm các tàu chiến Nga. Ukraine cũng tiến hành một cuộc chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ của Kherson. Mỹ đề nghị thành lập liên minh các nước trừng phạt chống Nga. Bộ trưởng Tài chính của Mỹ bà Janet Yellen cho hay đề nghị thành lập một liên minh các nước áp đặt biện pháp trừng phạt chống Nga trong bối cảnh nước Nga tiến hành những cuộc xâm lược vào Ukraine. Theo bà Yellen, các biện pháp như vậy sẽ mang lại hiệu quả trừng phạt lớn hơn. Theo tôi, chúng ta cần một nhóm với số lượng đủ lớn các quốc gia cùng nhau áp đặt biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Việc thành lập một liên minh như vậy là cần thiết để làm cho các biện pháp trừng phạt đạt hiệu quả nhiều hơn trên quy mô toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã đưa ra cảnh báo đối với các chiến hạm Nga sau khi quân đội Ukraine khai triển hỏa tiễn phòng thủ bờ biển hiện đại mới được viện trợ. Trong một thông báo được đưa trên mạng xã hội, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rennikov cho biết quân đội đã bắt đầu được trang bị và khai triển các hỏa tiễn chống hạm hiện đại Harpoon do phương Tây viện trợ. Số hỏa tiễn này cùng với các hỏa tiễn Neptune sẽ đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phòng thủ bờ biển của Ukraine, nhất là khi Hải quân Nga đang tập trung phong tỏa các cảng Ukraine tại biển Hắc Hải, qua đó làm ách tắc nghiêm trọng con đường xuất khẩu hàng hóa của nước này. Trong thông báo, thì Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã đưa ra những lời cảnh báo nhằm vào Hải quân Nga. Ông viết, lực lượng phòng thủ bờ biển của Ukraine đã được tăng cường sức mạnh bằng các hỏa tiễn chống hạm Harpoon rất hiệu quả. Cùng với hỏa tiễn Neptune, các hỏa tiễn Harpoon sẽ buộc hạm đội đối phương giữ khoảng cách xa để tránh chịu chung số phận với soái hạm Moskva của hạm đội Hắc Hải. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã tấn công các vị trí quân sự của Nga ở phía nam Kherson, một trong những khu vực đầu tiên Moscow chiếm quyền kiểm soát từ Ukraine sau khi phát động sự tấn công vào cuối tháng 2. Các lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt tấn công nhằm vào căn cứ của đối phương, các khu vực tập trung thiết bị và binh sĩ, các kho giả chiến xung quanh 5 khu định cư khác nhau ở Kherson, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết. Quan chức tình báo Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đang bị Nga áp đảo về hỏa lực và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung cấp của phương Tây để ngăn đà tiến công của Nga. Đây là một cuộc chiến về pháo binh. Chúng tôi đang thua thiệt về khoản này. Tất cả bây giờ phụ thuộc vào những gì mà phương Tây cấp cho chúng tôi. Ông Vadim Skibitsky, phó giám đốc cơ quan tình báo Ukraine đã nói với Guardian khi chia sẻ về tình hình xung đột hiện nay giữa Ukraine và Nga. Ông Skibitsky cho biết nếu Ukraine có một khẩu pháo thì Nga phải có tới 10 cho đến 15 khẩu pháo. Các liên minh ở phương Tây chỉ cấp cho chúng tôi khoảng 10% những gì họ có. Theo ông thì Ukraine hiện phải sử dụng khoảng từ 5.000 đến 6.000 đạn pháo mỗi ngày. Chúng tôi đã sử dụng gần hết đạn pháo và đang dùng pháo cỡ nòng 155mm theo tiêu chuẩn của NATO. Thông tin này được đưa ra trong khi mà cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra ác liệt ở chiến trường Donbass, miền đông của Ukraine. Kiev thừa nhận Moscow chiếm ưu thế hơn do áp đảo về binh sĩ và hỏa lực, trong khi Ukraine phụ thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí từ phương Tây. Trợ lý của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak hôm qua cũng cho biết hiện nay mỗi ngày có khoảng 100 cho đến 200 binh sĩ của nước này thiệt mạng, cao hơn con số trước đó mà Tổng thống Zelensky đã công bố. Lực lượng Nga đã đưa ra tiền tuyến gần như tất cả vũ khí phi hạt nhân mà họ có, bao gồm pháo hạng nặng, hệ thống rocket đa nòng và hệ thống phòng không. Ông Podolyak cho hay, theo ông thì Ukraine cần 150 cho đến 300 hệ thống phóng rocket để mà đối phó với Nga. Con số này cao hơn rất nhiều so với số lượng mà Kiev đã nhận được. Đó là lý do ông Skibitsky một lần nữa nhấn mạnh Ukraine đặc biệt cần phương Tây cung cấp thêm các bệ phóng pháo tầm xa.
Trong tuần này, một cố vấn khác của Tổng thống Ukraine cũng đã ước tính Ukraine cần thêm khoảng 60 hệ thống nữa mới có cơ hội đẩy lùi lực lượng của Nga. Ukraine cũng sẽ đề nghị phương Tây cung cấp một số loại vũ khí. Tại cuộc họp với những người đứng đầu NATO vào ngày 15 tháng 6 tới, ông Skibisky tin rằng giai đoạn tới của cuộc xung đột Ukraine và Nga sẽ tiếp tục thiên về pháo kích. Trong tháng đầu tiên thì Nga liên tục tấn công rocket vào các mục tiêu của Ukraine, nhưng hai tháng sau đó tốc độ đã chậm lại. Dữ liệu công bố gần đây của quân đội Ukraine cho biết Nga thực hiện khoảng 10 cho đến 14 đợt pháo kích mỗi ngày. Mỗi quả rocket có giá từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu đô la. Đặt mua trực thăng 20 năm vẫn chưa nhận đủ, Na Uy trả lại hàng. Vào ngày 10 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bertram Erikram cho biết quốc gia Bắc Âu này sẽ trả lại các máy bay trực thăng quân sự NH90 mà họ đã đặt mua từ công ty NH Industries của Pháp. Theo hãng tin Reuters, lý do trả hàng được phía Na Uy đưa ra là các trực thăng này không đáng tin cậy hoặc là giao quá muộn. Chính phủ Na Uy cho biết họ cũng sẽ đòi công ty NH Industries hoàn trả 5 tỷ crown là khoảng 523 triệu đô la cộng với lãi suất và các chi phí khác. NH Industries là NHI là một công ty sản xuất máy bay trực thăng được thành lập vào năm 1992 từ sự hợp tác giữa nhiều công ty sản xuất máy bay của Pháp, Ý, Hà Lan. NHI hiện chưa bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjørn Erikram. Ngoài ra thì phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho biết một vấn đề nằm ở các trực thăng đặt hàng của công ty Pháp là chúng không thể đáp ứng các yêu cầu của lực lượng vũ trang Na Uy. Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết hợp đồng ban đầu đặt mua 14 máy bay trực thăng được ký vào năm 2001, nhưng Na Uy chỉ nhận được 8 chiếc. NH90 là máy bay trực thăng quân sự cỡ trung và đa nhiệm. Trực thăng này được phát triển để đáp lại yêu cầu của Liên minh quân sự NATO về việc sở hữu trực thăng chiến đấu có khả năng hoạt động trong các môi trường hải quân. Ấn Độ lập kỷ lục xây 75 km đường cao tốc trong 106 tiếng đồng hồ. Ấn Độ đã lập kỷ lục Guinness Thế giới về xây dựng đường cao tốc trong thời gian ngắn kỷ lục. Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari ngày 8 tháng 6 cho biết cơ quan quản lý cao tốc của nước này NHAI đã lập một kỷ lục thế giới Guinness với việc hoàn tất xây dựng 75 cây số đường cao tốc trong vòng chính xác là 105 tiếng 33 phút. Dự án được khởi công từ 7 giờ 27 phút sáng của ngày 3 tháng 6 và hoàn tất vào lúc 5 giờ chiều ngày 7 tháng 6. Đây là đường cao tốc nối một quận hạt của Ấn Độ, là một phần của đường quốc lộ NH53 kết nối với các thành phố chiến lược. Bộ trưởng đã nhấn mạnh khi mà hoàn tất, tuyến đường này sẽ đóng vai trò quan trọng cho các hoạt động kinh tế xã hội của Ấn Độ. Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu gặp trực diện. Trước thềm đối thoại Shangri-La lần 19 khai mạc tối ngày 10 tháng 6 tại Singapore, cả phía Mỹ và Trung Quốc đều có những phát ngôn đáng chú ý. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến sẽ phát biểu trực tuyến. Đối thoại Shangri-La hội nghị an ninh hàng đầu châu Á được tổ chức trực tiếp từ ngày 10 đến 12 tháng 6 tại Singapore với sự tham gia của hơn 30 quan chức quốc phòng hàng đầu đến từ Mỹ, châu Á và châu Âu, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc là Ngụy Phượng Hòa. Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc có cuộc gặp mặt đầu tiên giữa họ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Chúng tôi cho rằng bản chất của cuộc gặp mặt sẽ tập trung quản lý các cạnh tranh trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Chúng tôi đang nỗ lực bảo đảm đây là một cuộc gặp chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ thảo luận về một số vấn đề nghiêm túc. Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ chính quyền nước này cho biết Bắc Kinh sẽ sử dụng cuộc gặp này để thảo luận vấn đề cùng làm việc với Mỹ. Ông Lloyd Austin và ông Ngụy Phượng Hòa sau đó có thể dùng các bài phát biểu của họ vào cuối tuần này để tái xác nhận cam kết của mình với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã trở nên căng thẳng thời gian qua. Họ đã đưa ra nhiều tuyên bố chỉ trích nhau về một loạt vấn đề như Đài Loan, hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông và các nỗ lực khác của Bắc Kinh nhằm mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Trung Quốc gọi giả thuyết COVID rò rỉ trong phòng thí nghiệm là dối trá.
Trung Quốc đã công kích giả thuyết rằng coronavirus có thể bắt nguồn từ một vụ rò rỉ từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc như một lời nói dối có động cơ chính trị, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo bằng những điều khoản mạnh mẽ nhất rằng phải có một cuộc điều tra sâu hơn về việc liệu một tai nạn trong phòng thí nghiệm có thể là nguyên nhân. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Zhao Lijian cũng bác bỏ cáo buộc rằng Trung Quốc là không hợp tác đầy đủ với các nhà điều tra, nói rằng họ ủng hộ một cuộc điều tra dựa trên cơ sở khoa học nhưng bác bỏ mọi thao túng chính trị. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi điều tra các phòng thí nghiệm rất đáng ngờ như là Fort Detrick của Đại học Bắc Carolina ở Hoa Kỳ, nơi Trung Quốc đã cho rằng Hoa Kỳ đang phát triển coronavirus như một vũ khí sinh học. Lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm hoàn toàn là một lời nói dối được các lực lượng chống Trung Quốc ngụy tạo cho các mục đích chính trị không liên quan gì đến khoa học. Trung Quốc đã có những đóng góp lớn trong việc truy tìm virus, chia sẻ nhiều dữ liệu và kết quả nghiên cứu nhất. Điều đó phản ánh đầy đủ thái độ cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm của Trung Quốc, cũng như sự ủng hộ của nước này đối với công việc của WHO và nhóm cố vấn. Lập trường của WHO trong một báo cáo được công bố vào hôm thứ Năm là một sự đảo ngược mạnh mẽ so với đánh giá ban đầu của Cơ quan Y tế Liên Hiệp Quốc về nguồn gốc của đại dịch. Nó xảy ra sau khi nhiều nhà phê bình cáo buộc WHO đã quá nhanh chóng bác bỏ hoặc đánh giá thấp lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm, khiến các viên chức Trung Quốc phải phòng thủ. Sau chuyến thăm được kiểm soát chặt chẽ đến Trung Quốc vào năm ngoái, WHO đã kết luận rằng rất khó xảy ra coronavirus có thể lây sang người từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán. Nhiều nhà khoa học nghi ngờ coronavirus đã lây nhiễm từ dơi sang người, có thể thông qua một động vật khác. Tuy nhiên, trong báo cáo vào ngày thứ Năm, thì nhóm chuyên gia của WHO cho biết những phần dữ liệu quan trọng để giải thích cách đại dịch bắt đầu vẫn còn thiếu. Các nhà khoa học cho biết nhóm sẽ tiếp tục công khai mọi bằng chứng khoa học có sẵn trong tương lai để cho phép kiểm tra toàn diện tất cả giả thuyết hợp lý. Việc xác định nguồn bệnh ở động vật thường mất nhiều năm, các nhà khoa học đã phải mất hơn một thập niên mới xác định được chính xác loài dơi là ổ chứa tự nhiên của SARS, một họ hàng của COVID-19. Nhóm chuyên gia cũng lưu ý rằng do các vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm trong quá khứ đã làm bùng phát một số virus nên lý thuyết này không thể bỏ qua. Họ cho biết Trung Quốc chưa trình bày bất cứ nghiên cứu nào cho WHO đánh giá khả năng nhiễm coronavirus do rò rỉ trong phòng thí nghiệm. Báo cáo mới đã cho thấy sự đối đầu nhiều hơn giữa Trung Quốc và WHO. Tổ chức WHO ban đầu bị cáo buộc là quá coi trọng Bắc Kinh, đặc biệt là trong chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump trước đây. Tin Việt Nam bắt khẩn cấp Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt liên quan vụ Việt Á. Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến việc tạo điều kiện cho Việt Á trúng thầu. Ngày 10 tháng 6, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội. Đồng thời, lực lượng chức năng ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt, 49 tuổi, và một kế toán trưởng của CDC Hà Nội. Ông Việt bị bắt vì những sai phạm khi ông còn là phó giám đốc của CDC Hà Nội do liên quan trong hoạt động đấu thầu với Việt Á. Theo điều tra, ông Việt cùng cấp dưới đã tạo điều kiện cho Việt Á trúng thầu kit xét nghiệm trên địa bàn của thành phố Hà Nội. Sau đó, đại diện của Việt Á đã đưa lại hơn 1 tỷ đồng cho kế toán trưởng của CDC Hà Nội. Giám đốc CDC Hà Nội tiền nhiệm là ông Nguyễn Nhật Cảm cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam và đưa ra xét xử. Ông Nguyễn Nhật Cảm hiện đang chấp hành bản án 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa COVID-19 giả quy mô lớn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu PC3, Công an của thành phố cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc tân dược giả có tác dụng hỗ trợ điều trị dịch bệnh COVID-19 với quy mô lớn. Phòng đã tạm giữ Phạm Ngọc Bích là giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Amtech Pharma có địa chỉ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Phạm Bích Ngọc là em của Phạm Ngọc Bích cùng 5 cá nhân có liên quan. Trước đó vào lúc 5 giờ rưỡi chiều của ngày 9 tháng 6, thì phòng PC3 đã bắt quả tang Đoàn Minh Trường, Phạm Bích Ngọc đi xe hơi chở 12 thùng cát tông chứa 20.000 vỉ là có khoảng 200.000 viên thuốc tân dược giả nhãn hiệu Neocordion đang chuyển theo hướng từ Long An đi về Sài Gòn. Lực lượng công an đã mở rộng điều tra khám xét tại nhà máy sản xuất thuốc,
xưởng ép vỉ, đóng thuốc gói thành phẩm tại huyện Bến Lức, Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An và nhiều địa điểm cất giữ thuốc ở Sài Gòn. Qua đó, lực lượng đã phát hiện và thu giữ được 1 triệu viên thuốc tân dược giả thành phẩm, cùng với lại hàng chục máy móc, dây chuyền sản xuất và đóng gói loại thuốc giả này. Đường dây sản xuất tân dược giả do Phạm Ngọc Bích cầm đầu, có tổ chức chặt chẽ, do các cá nhân là có quan hệ anh em họ hàng, thân quen nên cùng nhau thực hiện. Những người này đã sử dụng nhà máy, xưởng sản xuất thuốc được cấp phép sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược các loại nhằm tránh bị phát hiện để sản xuất thuốc giả với quy mô lớn. Rồi, tin chính đã hết, giờ tới phần tin phụ nha. Multicolor, dùng bông di động, hồng loan. Bông đều. Bông đều. Bông loan, bông lọc, bông đều. Loan bông nghe còn dễ, con dễ nghe, lọc bông nghe kỳ. Nghe kỳ mà có bữa tự nhận bông lọc luôn, phải không? Kêu loan, hồng loan, còn đây bông lọc. Tại vì lọc không kêu, loan cũng kêu, thôi kêu đỡ cho, đỡ mất cỡ. Hôm nay có chuyện gì cũ không? Lọc gì dễ gì có chuyện cũ, lọc là chuyện mới. Chuyện mới là chuyện vợ chồng đó. Kiếm chuyện cũ hơi khó hả? Chuyện cũ khó quá. Chảnh vài bữa nó không còn chuyện để kể nữa quý vị. Rồi đâu kể chuyện mới nghe coi. Thì có một người vợ than phiền với một người chồng. Cứ nói với ông chồng như vậy nè. Anh à, em thấy mà sao mà bất cứ cái cô gái nào mà đi ngang qua đó là anh cũng nhìn chằm chằm như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Anh nên nhớ, anh là người đã có vợ rồi đó nha anh. Người chồng nhìn vợ và âu yếm nói: em yêu ơi, anh lúc nào cũng nhớ cái điều đó hết. Nhưng mà anh hỏi em câu như nè, ví dụ như là em đang ăn kiêng đi, thì không lẽ em không có quyền nhìn thực đơn của nhà hàng hả? Anh chỉ nhìn thôi mà. Không, em ăn kiêng là em không có nhìn. Tại vì lỡ nhìn cái em thèm. Em thèm mà em ăn không được em tức. Cho nên em cũng khuyến cáo anh vậy đó. Đúng không anh? Cô vợ này đâu có sắc xéo, xéo sắc như cô vợ này đâu trời. Cô vợ này người ta đơn giản lắm em ơi. Không phải, tại người ta thương chồng, ta nhắc nhở chồng, sợ chồng bị khó chịu, phải không quý vị? Nhìn thôi mà, nhìn đâu phải là cái tội. Đúng không? Dù như người phụ nữ đẹp đi ra ngoài đường á, làm đẹp đến chi? Để cho mọi người nhìn. Mà mọi người không nhìn thì nói tôi đẹp gì mà không ai nhìn. Quê không? Thì cũng phải có người nhìn. Thì nếu như mà cô gái này đẹp nào đó đi ngang qua, người đàn ông nhìn lại là một cái sự giúp đỡ cho cô ta, đỡ phải coi như là hỏi câu nói kia. Đúng rồi. Đúng không? Cái câu nói mà nói với lại mà nhìn người đẹp á, bây giờ Hồng Loan không có nói nữa, nhưng mà con gái của Hồng Loan là người nhắc nhở. Cho nên cái điều này thì ba Bảo Lộc nên giải thích cho con gái nghe nha ba Bảo Lộc nha. Lâu không biết nữa mà mỗi lần mà lỡ mà đã cúi xuống mà ngước lên cái nhìn một cái gì bâng quơ là thấy con gái nó nhìn theo ánh mắt, nhìn theo và nó nghinh là ba. Sau đó thì ba chỉ bông mà ngó lên trời y chang như là cách đây mấy chục năm ba ngó với mẹ vậy đó, ba làm với mẹ. Thôi đừng bán đứng nhau nữa nha. Ok, ngày hôm nay Lộc và Lân kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lan Lộc rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương và đã chia sẻ những chương trình của Lan Lộc, và luôn luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Dạo này ăn kiêng hoài. Thôi, đã ăn kiêng thôi. Vậy thôi cho ở nhà ăn cơm nhà, khỏi đi về hàng.